Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người lựa chọn này. Đấy. Hôm nay cũng tiếp tục là 20 cây cần. Đấy. Đấy, mọi người nhìn sơ qua xem thử. Có nhiều anh rất là lanh là nhìn sơ qua cái đoạn tổng thể này. Thế này là nhìn được cái cần nào mình ưng ý, hoặc là trong số cần này không có những cây cần mà đúng với cái công dụng của các anh thì các anh không ra coi nữa, đỡ mất thời gian. Đó, mình quay sơ qua như thế này cho mọi người coi cho khỏe. À, rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cây một cho mọi người để coi nhé. À, mình cũng đọc lại số điện thoại bán hàng của mình là 0786555599 cho mọi người. Đây, đầu tiên là cây cần rút hiệu gì đây. Này, cái cần này phíp nha mọi người. Đây, ngoại hình của nó thì khoảng cỡ được 50-55%. Này, dưới cái đế này nó chắc nó bị tục thì người ta dán cái băng keo vào đây. Đấy. Đấy. Có cái dàn fan đây. Này, hàng rỉ mọi người về có đánh ra hay thay gì đó thì tùy. Đấy, đá thì còn nguyên. Đó, rất đẹp thì thay. Đấy. Mình coi lên đọt này, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người. Đấy, cần rút bốn đoạn này. Đấy, bát thường. Đấy, bát thường nhé, bát trượt thường. Đây, thông số của nó dài 3m9, thu vào ngắn nhất là 1m07, cân nặng là 380g, đường kính của cái đột đỉnh là 2,8 ly. Đấy, giá tiền của nó là 240.000. Số 1. 240. Đấy. Cái cần rút tôi cũng hơi nhanh. Đây. Tiếp theo là cái cần thứ hai. Đây, cần này. Hiệu này đây. PG nên là không biết hiệu gì. Đấy. Cần này phíp nha mọi người, cần phíp. Đấy. Đấy. Đấy, cần phang của nó. Cái phang này thì mắc đá rồi, cái phang này thì cần tục đá rồi. Đấy. Nói chung là về mọi người tự xem xét và sửa chữa. Đây. Đấy, chỗ này nứt bể này, chỗ này cũng nứt bể này. Đó. Có được cái đọt này thì ngon. Đó. Cây này thì độ mới của nó khoảng cỡ 60% nha mọi người. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, tất cả ba đoạn tất cả. Này. Bát Fuji này. Bát Fuji nhé. Này. Dài 3m. Thu vào ngắn nhất là 1m09, cân nặng là 240g. Đường kính đột đỉnh là 2,2 ly. Đấy. Giá tiền của nó số 2. 150.000. Số 2 150.000. Tiếp theo số 3 là một cái cần rút. Và cần này thì chất liệu là phíp. Còn hãng nó thì nó ghi cái gì đây? Sinh gì đây? Sinh crypto gì đây? À, đai hoa nha mọi người. Đây. Thấy dưới này có chữ đai hoa này. Đó, mọi người để ý thôi. Này. Đúng rồi, cần đai hoa. Này. Cần rút nha mọi người. Chất liệu phíp. Độ mới của nó khoảng cỡ 65% rồi đây. Đấy. Này. Cái đọt của nó hình như nó bị gãy một đoạn chỗ này rồi. Đấy, chỉ rõ luôn. Này, còn dàn phan của nó đây. Đó. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn tất cả nha mọi người. Có sáu đoạn tất cả. Đấy. À,
chiều dài của nó là 4m4, thu vào ngắn nhất là 90cm, đường kính độc đỉnh là 1,3 ly, cân nặng là 240g nha mọi người. Đấy, cây này cây số số 3 150.000, số 3 150.000 nha mọi người. Tiếp theo đây, cây cần rút phíp nha mọi người. Đây, ba máy hiệu gì đây mà biết, toàn chữ Nhật không đây, này nội địa toàn chữ Nhật không đó. Bát thường này, bát trượt thường này đó. Ồ, mình xem được cái bát này, cái chân nó có vấn đề rồi nha mọi người. Cái chân nó hình như nó bị gãi cái lãi chỗ này nè, chân nó bị gãi cái lãi chỗ này nè, nó đang bị trượt cái bát này đó. Người về chỉnh sửa hay thay thế gì đó tùy mọi người nhé. Đây, khoan này, cây này thì độ mới của nó khoảng cỡ trên 65% nha mọi người, trên 65%. Đây, dàn khoan của nó đây. Đấy, còn đá hết. Đọc khá là cứng nha mọi người. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người, cần phải ba đoạn. Đây, cần dài 3m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m1, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Đấy, này vừa luôn. Đấy, cây này cây số 4, 180.000. Tiếp theo là cây cần số 5, cây cần phíp. Đây, cần rút nha mọi người, cần rút phíp, chất liệu là phíp, còn hiệu đây như tình hình mọi người nhìn thấy nhé. Đây, cây này thì độ mới nó khoảng cỡ 90% từ đây nha mọi người, mới rất là mới luôn. Mọi người nhìn nước sơn bóng loáng này. Đấy, dòng phan của nó này, mới như thế này thì nhìn dòng phan đã rồi. Đấy, đá điếc đầy đủ. Đọt này. Đấy, và 4, nó có tất cả 4 đoạn tất cả nha mọi người, 4 đoạn. Đây, bát thì bắt vặn. Đây, vặn đây. Đấy, rồi, dài 3m, thu vào ngắn nhất là 94cm. Đây, đường kính độc đỉnh là 1,4 ly, cân nặng là 240g. Đấy, giá tiền tại số 5, cái số 5 này 250.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 6 là một cây cần kinh tâm này. Đấy, cần phíp kinh tâm rút. Đấy, nó cũng có 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn. Đây, dàn phan của nó đây. Đấy, còn đá mà bị nứt chỗ này, này nứt chỗ này. Đấy, bát Fuji này, FS6 này. Đấy, thử cái đọt. Đấy, dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 89cm, cân nặng là 120g, đường kính độc đỉnh là 2,5 ly. Đấy, cây cần số 6, 180.000. 6, 180.000. Tiếp theo cây cần số 7 cũng là một cây cần phíp. À, phíp cần rút nha mọi người. À, phíp rút.
Còn cái hiệu là đây, có tem luôn. Olympic. Đây, Olympic. Đấy. Cái cần này độ mới của nó khoảng cỡ 65% nha mọi người. 65%. Đấy. Đọc khá là mạnh. Đấy. Rồi dàn phang nhé. Dàn phang này, một chỗ mắc đá, hai chỗ mắc đá này. Mắc đá thì đồng thời là nó sẽ bị nứt nên nó sẽ hở ra nó mắc đá nha mọi người. Chỗ này cũng nứt này. Tí nữa thì cần mắc cái đá này. Đấy. Phang này thì mọi người về có thể thay thế rất là đơn giản à. Đấy. Mình coi bao nhiêu đoạn nhé. Ba, bốn, năm, có tất cả 5 đoạn nha mọi người, 5 đoạn, đấy, 5 đoạn, bát thì bát vặn, đấy, bát vặn, đấy. Rồi, càng này dài 4,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m17, đường kính độc đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 340 g, giá tiền 150 nghìn, số 7. Trong 50 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 8, tiếp tục là một cái cần rút này. Olympic, cần rút Olympic. Chất liệu là phíp nha mọi người. Này, này Olympic. Này, bát Fuji. Bát Fuji FX7. Này. Cái này thì độ mới của nó khoảng cỡ 70% trở lên, 75% trở lên nhưng phải 70 đâu. Này, dàn phang của nó ngon lành chưa. Đây, nứt xíu này này. Đấy nha mọi người. Cái này thì gặp được, phang này thì gặp được. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Có tất cả 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn. Đấy. Đấy. Cần Olympic. Cái cần này dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m06 nha mọi người. Cân nặng của nó là 420 g, đường kính độc đỉnh là 2,6 ly, giá tiền là 400. Đây cần số 8. Bốn trăm. Tiếp theo là một cái cần hai đoạn, nó cần hai đoạn, nhãn hiệu gì thì giờ trừ đây, còn cái chừng này chữ đây mọi người nhìn xem cho mình nhé. Đây à, đây có này, Ryobi, cần Ryobi, cần có hai khúc thế này nha mọi người, cần hai khúc. Đấy. Chất liệu là phíp. Đấy, chất liệu là phíp nha mọi người. Này, cái này có nhiều cái cần là nó sẽ bị cái xu này lâu ngày nó sẽ bị nở ra nên bỏ vào nó hơi chặt. Nên mọi người về cái nào mà nó nở ra thì mọi người có thể gọt bớt đi nha mọi người, gọt bớt đi. Đấy. Su mọi người biết rồi, lớp su là có lâu ngày nó sẽ bị giãn nở. Đấy. Cái đọt của nó gãy một đoạn rồi, gãy một đoạn rồi. Mọi người về có thể chế lại cái đọt, không có thì bấm ngắn vô này đi cũng được. Đấy. Cái cần này hiện tại là mình đo này, nó là 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m26, đường kính độc đỉnh của nó là 1,6 ly, còn cân nặng của nó là 280 g. Đấy. 280 g.
này nó bị gãy mất một đoạn xíu chỗ này nè. Đấy. Rồi. Như thông số này mình đã đọc rồi nha mọi người. Đây, cần này cần số 9. 180.000. Chín 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 10 là một cái cần 3 đoạn Olympic. Đây, chất liệu là fib này. Ngoại hình của nó thì đây, nước sơn thì còn đẹp, chỉ có chỗ gỗ này sơn thì nó hơi tróc thôi. Nhưng ngoại hình của nó thì theo mình nhận định khoảng cỡ 65% đó mọi người. Này. Này. Mọi người coi cái hồi để mình tháo ra mình gắn vào luôn cho mọi người nhìn nhé. Dàn phan của nó thì còn ok. Đấy. Phan của nó còn đá đồ ok luôn nha mọi người. Đấy. Còn đá đồ ok luôn. Đấy. Cầm này rất là cứng cáp, cầm rất cứng cáp nha mọi người. Cầm Olympic. Cái cần này nó là carbon luôn nha mọi người, nó ghi là carbon luôn ta, carbon fiber rút. Cái cần này là carbon nha mọi người, điều chỉnh lại không phải fib nha mọi người. Đây rõ ràng ghi carbon luôn này, mình nhìn không ra nhưng mà ai ngờ nó điền này mình mới thấy được, mình mới nhìn lạ. Đấy. Đấy, đấy, rồi mình nó luôn cái bát, bát này bát Fuji này, Fuji FS6 này. Rồi chiều dài của nó là 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 98 cm, đường kính độc đỉnh của nó 1,9 ly, còn cân nặng của nó là 360 g này. Cái cần này thì là cái cần số số 10. Số 10 giá 280.000 nha mọi người. Số 10 giá 280.000. Tiếp theo là cái cần này, rất là mini luôn. Không biết cái hiệu gì luôn nha mọi người. Đấy, không biết cái hiệu gì luôn. Đấy. Nó chỉ có một đoạn như thế này thôi. Đấy, một cái đoạn như thế này, ngắn như thế này thôi. Phan đồ còn ok. Đấy. Này, nó dài 92 cm, cân nặng của nó là 80 g thôi, đường kính đồng đỉnh của nó là 0,8 ly nhé. Đấy. Đây này số 11. Đây, bán 100. 11 100 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần hai đoạn này. Cần hai đoạn. Cái cần hai đoạn này cũng hiệu này, Sinh Crypto nên là không biết của thằng nào. Đấy. Bát Fuji này nha mọi người. Phan còn ok này. Đấy. Đấy. Rất là cứng cáp luôn. Đấy. Con này thì đây. Con này fib nha mọi người, chất liệu là fib nha mọi người. Cái đọt này hình như là sợi thủy tinh fib vậy đây. Rất là cứng cáp luôn. Đây, dài 1,5 m, thu vào ngắn nhất là 80 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 140 g. Đây, cái cần này số 11. Số 11, cái cần này bán 200 nha mọi người. 11 200.
Kệ đi, nhầm số tí nữa có giá riêng biệt một tí nữa mình phân ra nha mọi người. Đây, tiếp theo cái cần này. Cần 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. Này, có 3 đoạn như thế này. Đây, thì mình gắn vào thử. Này thì nhắc thêm được vào nữa nhưng mà nhắc nó đài vào tí rút rồi thì có như thế nào, nhắc vừa phải thôi nhé, về mọi người về sân sơ qua rồi nhắc vào. Này, cây cần này cần 3 đoạn hiệu Kanto nha mọi người, hiệu Kanto đấy, nó có 3 đoạn thế này. Phan thì phan này còn đá này, này ok này, còn ok luôn. Cái phan này thì bị nứt chỗ này và mắc đá rồi, còn cái phan độc thì còn ok nha mọi người. Đấy. Lúc này mắc cực rồi. Bát Fuji này, bát Fuji này. Đấy. Cần này thì chất liệu là gì đây? Chất liệu là phíp nha mọi người, phíp. Gần này độ mới của nó khoảng 60% nha mọi người. Đấy, nước sơn đồ vẫn còn ok. Đây, dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 85cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 340g. Này số 12, gần này 180.000 nha mọi người. 180.000. Tiếp theo cây cần số 13. Đây, cần này gắn máy này, cần này Olympic cho mọi người. Rút cần, rút cần này thì thuộc dạng là cần cần tay tự máy đây. Đây, đọt của nó rất là mảnh này. Đây, 2 đoạn 3 đoạn 4 đoạn 4 đoạn bốn đoạn nha mọi người. Cây cần này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ 55%, đấy 55%, màu sơn thì nó ý là nó hơi bạc hơi xước tí thôi, đấy như hình nha mọi người. Rồi, dài 3m2, thu vào ngắn nhất là 89cm, còn cân nặng của nó là 160g, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly nha mọi người, đấy. Đó. Cái cần này số 13 160 160. Đấy. Đây. Tiếp theo là cái cần 3 đoạn này. Đây. Cần 3 đoạn. Cần này thì chất liệu là phíp nha mọi người, nó không còn tem nhưng mà không biết nó hẳn gì. Đấy. Đấy. Đây. Chất liệu là... Đây. Cái cần này độ mới của nó khoảng cỡ 55%. Các cái khoang này còn ok này. Khoang còn ok nha mọi người. Đây này, cái đào này hiện tại mọi người về vệ sinh đi cho nó đãi vào nhé, nó hơi bị cứng bởi vì là cái này mọi người biết rồi, lỗ này rồi lâu ngày mọi người về vệ sinh đi, chà nhám rồi sơ qua cho nó dễ nhét vào nhé.
này. Rồi, cái cần này dài 3 mét này, thu vào ngắn nhất là 1m03 này, đường kính độc đỉnh của nó là 2,8 ly này, cần nặng là 410g đó. Đấy, cái cần này là cần số 14. Giá 280.000. Tiếp theo cái cần số 15 là cái cần tay. Cái cần tay, cái cần này thì đây, hiệu của nó đây. Kitsu này. Đây, chất liệu là phíp mọi người. Ngoại hình nhìn sơ qua thì nó khoảng cỡ được 55% trở lên từ cái ngoại hình. Đấy. Nước sơn được rồi. Cái đọt của nó đây. Còn phía thì để mình tính xem bao nhiêu đọt thôi. Cái đọt này khác màu không biết là người ta đâu. Nhưng gãi cái đọt của nó rồi người ta thay bằng cái đọt khác hay sao ấy. Nhưng mà cái này nó nguyên bản nó bị nhặt về như thế này nhá. À, 6 đoạn nha mọi người, 6 đoạn. 6 đoạn tất cả. Đấy. Này. Dài 5m3, thu vào ngắn nhất là 1m03. Đấy. Đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 320 g. Đây này số 15. 15. 15. Cái cần này giá là 300. Tiếp theo là cái cần này, cần Daiwa, cần tay Daiwa. Đây, cần tay Daiwa. Chất liệu rằng là không biết. Carbon hay là fit không biết. Này thì không nhận định được, mọi người coi thử phải không nhé. Nhưng mà theo mình thì thôi, mình cứ cho là fit đi cho nhau nhé. Đây. Đấy, đọt của nó đấy. À, 1 đọt, 2 đọt, 3 đọt, 4 đoạn, 5 đoạn nha mọi người. Cần 5 đoạn. Đấy. Cần là rút 5 đoạn trong đấy. Đây qua. Cần này flip. Độ mới của nó khoảng được 60% nha mọi người. Cái cần này dài 4m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m13, cân nặng là 240g. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,6 ly. Đây, giá tiền 250.000. Cái cần này cần số 16. 250.000. Tiếp theo, cái cần số 17. Đây. Số 17, cần này cũng cần rút cần tay nha mọi người, rút tay. Đây, cái cần này hiệu chưa đây? Nissin. Nissin nha mọi người. Đấy. Đọt này rất là mảnh này. Đấy. 1 đọt, 2 đọt, 3 đọt, 4 đọt, 5 đọt, 6 đọt tất cả. Đấy. Cái cần này thì ngoại hình nó khoảng cỡ 70% nha mọi người. Đây, dài 4m4, thu vào ngắn nhất của nó là 89cm. Cân nặng là 180g. Đường kính độc đỉnh là 0,7 ly. Giá tiền của nó là 130.000. Cái này nhỏ này. Cái này cây số 17. 130.000.
18 là cái cần hiệu gì ta, nó cũng bạc mắt tay mà không biết hiệu gì nha mọi người, cần tay Fip đấy, hiệu thì không thấy tay nữa nên không biết hiệu. Còn ngoại hình bên ngoài cái cần này nhìn thấy thì khoảng cỡ được 65%. Mình nói ngoại hình là mình nhìn về cái phần nước sơn màu mè của nó thôi nha mọi người. Còn về những cái phần mà bát biết, cái cần về bát biết hay là về khoang biết thì mình sẽ chỉ riêng để cho mọi người thấy, như mọi người thấy đó. Còn mình chỉ nhận định là nhận định theo ở cái độ màu sơn của nó thôi, chứ còn về cái thiếu đồ thì mình sẽ chỉ cho mọi người riêng nhé. Chứ còn cái nhận định phần trăm nó không mang tính chất là đồ đạc trong đấy đầy đủ nha mọi người. Đấy, đọt này, xước 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn nha mọi người. Cần tay 5 đoạn. Cần này dài 4m2, thu vào ngắn nhất là 1m, cân nặng 180g, đường kính độc đỉnh là 1 ly. Cần số 18, giá 130.000. 18, 130.000 nha mọi người. Rồi. Cái cần số 19, cái cần này cũng kết thúc video ngày hôm nay. Đấy, cái cần hiệu gì đây thì mọi người thấy, mình chỉ thấy một cái tên này thôi. Đấy, cần này cần Fip nha mọi người. Cần tay rút. Đấy, cần tay rút cho mọi người. Đấy. Nè, đọc rất là mảnh. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, cũng 5 đoạn nha mọi người. Đấy, cái cần này độ mới của nó phải 80% trở lên nha mọi người, 80-85% trở lên. Đấy. Dài 4m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, còn cân nặng là 160g. Này. Giá số 19 150.000. Đấy nha mọi người. Rồi, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video bán cần câu này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 555599, mình ở Đà Nẵng. Và mình nói luôn là mình hàng cần câu này mình ship code. Đấy, giá trị đơn hàng về trên 200.000 mình mới ship. Và khi mọi người nhận hàng thì mọi người bắt buộc phải mở ra xem hàng, xem có đúng hàng của mình không và nó có bị sai sót gì lỗi so với trên video mình quay hay không. Thì nếu mà có gì sai sót thì mọi người có thể hoàn hàng về cho mình. Đấy. Còn khi mọi người đã nhận hàng mà không chịu coi mà đến lúc về mở ra nó bị gãy hay là bị nứt vỡ, rồi mọi người gọi điện tới mình thì mình cũng chịu, mình không giải quyết được vấn đề đấy. Tại vì lúc mà mọi người nhận hàng á là mọi người kiểm tra hàng để có bể vỡ gì mình còn thông báo cho bên vận chuyển, người ta phát sinh, người ta bồi thường cho mình nữa nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.